Ukraine tổn thất lớn trên các mặt trận. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc chiến ở Bakhmut có vẻ đang dần chuyển hướng tích cực cho người Nga với những thành tích mà Wagner đang giành được. Bên cạnh đó, hai tuyên bố mới nhất của ông Putin, người ta một lần nữa nhìn thấy thế chủ động của nước Nga trên bàn cờ chính trị quốc tế. Những trò hề đến từ phương Tây hay là ICC cũng đang dần mất đi hiệu lực của mình. Và tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Dung chuyển vùng Tula, giáp Moscow. Vào đêm ngày 26 tháng 3, hãng tin địa phương đã báo cáo về một vụ nổ lớn ở Kiev, vùng Tula. Theo người dân địa phương thì vụ nổ này cách thành phố 30 km. Vụ nổ đã tạo thành một hố sâu hình phễu rộng 15 m và độ sâu là 5 m. Người ta cũng đã tìm thấy những mảnh vỡ và họ cho rằng có thể là của máy bay không người lái. Thông tin ban đầu cho biết rằng có 3 dân thường bị thương, 16 ngôi nhà bị hư hại. Cũng trong đêm ngày 26 thì truyền thông Nga TASS báo cáo thủ phạm của vụ nổ này trong khu vực là một máy bay không người lái Tu-141 Swift của Ukraine được nhồi thuốc nổ. Vào sáng sớm ngày 27 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông tin như sau. Chính quyền Kiev đang cố gắng tấn công lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái Tu-141 Swift trong một màn trình diễn gây sốc. Cần phải lưu ý rằng, nhóm các hệ thống phòng không được triển khai trong khu vực bao gồm hệ thống phòng không S-300, Panzer S-1 và hệ thống tác chiến điện tử PO-21 đã cung cấp khả năng yểm trợ đáng tin cậy từ hướng này. Bộ này cũng cho biết rằng tổ hợp tác chiến điện tử PO-21 đã tác động đến máy bay không người lái tấn công của Ukraine, khiến cho hệ thống định vị của nó bị vô hiệu hóa. Kết quả là chiếc UAV này đã mất định hướng và rơi xuống gần làng Kiev của vùng Tula. Điều đáng nói ở đây đó là phía Ukraine và phương Tây lại khá im ắng trong vụ việc này. Đối với Nga mà nói, việc tấn công vào sâu lãnh thổ của Nga, đặc biệt là khu vực giáp với Moscow cho thấy một tín hiệu leo thang và một mối đe dọa đối với thủ đô của Nga. Và chắc chắn Điện Kremlin sẽ tiến hành đáp trả xứng đáng. Tổn thất lớn trên các mặt trận. RIA Novosti vào ngày 26 tháng 3 đã đưa tin các chiến binh của Wagner PMC đã kiểm soát hoàn toàn các xưởng của nhà máy gia công kim loại Bakhmut Azov. Azov được xây dựng vào năm 1954. Họ đã chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở các khu vực phía bắc của Bakhmut, vốn được thiết kế có tính đến khả năng xảy ra xung đột hạt nhân và có một mạng lưới rộng lớn các thiết bị ngầm. Cũng cần phải lưu ý rằng, có một số hầm tránh bom trong các phân xưởng của nhà máy giờ đây đã nằm hoàn toàn trong tay của Wagner. Tờ The Times của Anh đã viết rằng, tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine có thể buộc Kiev cuối cùng phải rời khỏi thành phố. Ukraine đang mất tới 200 quân mỗi ngày. Các nhà phân tích phương Tây tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chọn một trong hai phương án, giữ thành phố bằng bất kỳ giá nào hoặc là rút về Slavyan và Krasnodar để tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công của người Nga. Vào chiều qua, quân đội Nga đã tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng họ đã tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine và 9 xe bọc thép ở hướng Donetsk. Tuyên bố này viết, ở hướng Donetsk, do các hành động tích cực của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Nam cùng với các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, hơn 200 quân nhân Ukraine, 9 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 2 pháo MSTA-B và 1 xe chiến đấu Grad, 2 khẩu pháo D-30 cũng như là bệ pháo tự hành Grad do Ba Lan sản xuất và 2 radar phản pháo do Mỹ sản xuất đã bị thiệt hại. Quân đội Nga cũng đã tấn công vào kho đạn của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Krasnodar ở hướng nam Donetsk và Zaporozhye. Lực lượng Nga đã giáng một đòn mạnh thành công vào các đơn vị ở các khu vực Oleta và Prechistovka của vùng Donetsk và Malinovka ở vùng Zaporozhye. Cần phải lưu ý rằng, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine tại các khu vực này lên tới 60 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, khẩu pháo D-30 và các phương tiện chở quân khác. Còn ở hướng Kupiansk và Kharkiv, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Tây, lực lượng không quân, lục quân và pháo binh đã tấn công thành công nhân lực và thiết bị của đối phương trong các khu định cư Stemakovka ở Luhansk, cũng như Dovurezhnaya, Stepovaya, Novoselovka, Tabaeka và Sinkovka của vùng Kharkiv. Ngoài ra, một kho đạn dược của lữ đoàn 127 thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine đã bị tấn công gần làng Lupiansk, bộ này cho biết thêm. Còn về phía Ukraine, họ đang ngày càng phàn nàn rằng Nga đang sử dụng UAV với lựu đạn hơi cay. Trong vùng Luhansk, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái Mavic-3 được trang bị hệ thống thả lựu đạn hơi cay K-51. Nhìn chung, truyền thông phương Tây bây giờ cũng đã dám nhìn thẳng vào sự thật khi mà đưa tin về thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống nước này thì vẫn đi cầu xin viện trợ để tiếp tục cuộc chiến. Và điều này cho thấy rằng Ukraine thực sự đang ở tình thế rất khó khăn.
Vào chiều ngày hôm qua, hãng tin RT cũng báo cáo rằng lính thủy và lính dù đánh bộ của lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được 6 cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine. Hai trong số đó được phòng thủ nghiêm ngặt. 6 cứ điểm bị đánh chiếm nằm gần Crimea. Và đến rạng sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3, quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công theo hướng Avdiivka. Trong những tuần gần đây, họ đã có những bước tiến mới tại đây. Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho việc rút quân khỏi thành phố. Trước đó, vào tối ngày hôm qua, quân đội Nga đã đánh chiếm được một thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine gần Uleda. Nhìn chung, trên chiến trường, mọi thứ vẫn đang ở thế giằng co quyết liệt. Trong khi Ukraine bị hạn chế về phương tiện chiến đấu, phương Tây thì cạn kiệt kho đạn dược. Nhưng ở Nga, đó không phải là vấn đề của họ. Các công ty quốc phòng của Nga vẫn đủ công suất để sản xuất kịp thời nhu cầu của chiến trường. Cho nên, cuộc chiến này về cơ bản đã xuất hiện sự chênh lệch về tiềm lực rồi, phải không quý vị? Và vâng thưa quý vị, mấy ngày hôm nay, phương Tây đang nhốn nháo và lo lắng trước hai tuyên bố của Tổng thống Nga Putin. Phản ứng của phương Tây đã nói lên nỗi lo sợ của họ. Tuyên bố thứ nhất, triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của đồng minh. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 3 của Tổng thống Putin, một trong những tuyên bố được bình luận nhiều nhất là lời của ông về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Ukraine thì yêu cầu triệu tập ngay lập tức một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến tuyên bố của ông Putin. Truyền thông Đức Weft đã đăng tải tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Alexei Danilov khi ông này nói rằng Belarus là con tin hạt nhân của Liên bang Nga. Truyền thông Mỹ CNN đã đăng tải một bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedanta Patel tuyên bố rằng Moscow không sử dụng vũ khí hạt nhân, không có điều kiện tiên quyết nào cho việc này. Tuần báo Spiegel của Đức thì đã đăng tải những tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga trên trang nhất của mình. Bài báo này viết rằng Nga rõ ràng muốn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, một nước láng giềng thân thiện của họ. Alexander Lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đất nước của ông, nơi giáp biên giới với Ba Lan. Còn người đứng đầu của chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell thì cho biết rằng EU đang sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới trong trường hợp Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Belarus vẫn có thể ngăn chặn nó. Đây là sự lựa chọn của họ. EU sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt tiếp theo. Borrell gọi việc Belarus triển khai vũ khí hạt nhân của Nga là sự leo thang và là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Vấn đề nằm ở chỗ, chẳng phải là 11 gói trừng phạt lớn nhỏ đã được mang ra áp dụng hết rồi hay sao? Nó có hiệu quả như thế nào? Cho nên, việc đe dọa trừng phạt có vẻ chẳng mấy có tác dụng. Và tất cả những phản ứng này của truyền thông phương Tây cho thấy, phương Tây đang rất lo lắng. Như chúng ta đã biết, họ luôn viện cớ rằng Nga đang xâm lược và thôn tính châu Âu để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bây giờ đây, bất kỳ một hành động nào của người Nga dù là mang tính chất đối kháng hay là phòng thủ thì cũng sẽ bị phương Tây hiểu là một nỗ lực tấn công phương Tây và Liên minh châu Âu. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là tuyên bố của ông Putin liệu có phải là vi phạm pháp luật quốc tế hay không? Trên thực tế, Nga sẽ lập luận như thế này. Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các quốc gia đồng minh châu Âu có đường biên giới với Nga. Thậm chí, phương Tây còn có ý tưởng sẽ đặt vũ khí hạt nhân ở Phần Lan. Vậy thì tại sao Nga không thể đặt vũ khí của mình trên lãnh thổ của các quốc gia đồng minh? Rõ ràng là không có một ràng buộc nào trong trường hợp Nga triển khai vũ khí hạt nhân cho Cuba, Venezuela hay ở Nicaragua. Cho nên phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã rất lo sợ việc ông Putin triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus. Phương Tây sẽ cho rằng Belarus là hành động khởi đầu. Nga có thể đặt nó ở tất cả các quốc gia đồng minh để đe dọa trực tiếp đến họ. Và khách quan mà nói, phương Tây đã đặt vũ khí hạt nhân trước cửa nhà của Nga, thì người Nga cũng có quyền làm điều tương tự. Công bằng phải không quý vị? Bởi vậy mới nói rằng tuyên bố của ông Putin có thể là một lời nói nhằm chặn đứng sự việc sử dụng các quốc gia nằm ở vùng đệm an ninh của Nga làm bệ phóng hạt nhân tấn công Moscow. Đồng thời, nó cũng là một tuyên bố cứng rắn nếu cuộc chiến này tiếp tục leo thang với việc London cung cấp đạn chứa uranium làm nghèo cho Kiev. Và câu hỏi đặt ra là, Nga sẽ làm gì để đối phó với loại đạn này của anh? Thực ra, nếu như lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng đạn uranium thì Liên bang Nga vẫn có thể bắt đầu sử dụng đạn Wolfram. Đây là một kim loại chuyển tiếp có màu từ xám thép đến trắng, rất cứng và nặng. Đặc biệt, nó là kim loại có điểm nóng chảy cao nhất. Đạn Wolfram được thiết kế cho xe tăng và có thể xuyên qua mọi lớp giáp có độ dày bất kỳ. Tuy nhiên, không giống như là vỏ đạn uranium làm nghèo của nước ngoài, chúng không gây ô nhiễm môi trường và không để lại bụi phóng xạ. Tuy nhiên, người Anh và người Mỹ đã sử dụng uranium trong các loại đạn của mình bởi vì nó rẻ hơn lõi Wolfram. Vậy thì chẳng phải việc sử dụng đạn Wolfram sẽ gây thiệt hại cho kinh tế của Nga hay sao? Không hề quý vị ạ. Theo như thống kê của trữ lượng Wolfram toàn cầu vào năm 2022, thì Trung Quốc có trữ lượng Wolfram lớn nhất thế giới vào khoảng 1,9 triệu tấn.
theo sau Trung Quốc là Nga với 400.000 tấn và Việt Nam là 100.000 tấn. Điều này đồng nghĩa cái mà phương Tây không có thì Nga lại nhiều thứ hai trên thế giới. Tức là vấn đề sản xuất đạn Wolfram này không phải là vấn đề của người Nga. Cho nên, trong nước cờ đạn uranium này thì Nga vẫn có được lợi thế nhiều hơn. Tuy nhiên, việc phương Tây leo thang cuộc chiến bằng cách là bên kích hoạt cơ chế vũ khí hạt nhân ở cấp độ chiến thuật đồng nghĩa với việc họ đang đưa thế giới từng bước vào một cuộc chiến hủy diệt. Và bất luận là phương Tây đi nước cờ nào trong tình huống này thì rõ ràng họ cũng sẽ không thể đạt được chiến thắng trước người Nga. Không biết chừng họ còn phải chịu hậu quả do chính cái bẫy mà mình đã đặt ra. Và một ví dụ nữa về việc sập bẫy chính mình, đó là câu chuyện về lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Như chúng ta đã biết, lệnh bắt giữ này về bản chất chính là việc phương Tây muốn phong ấn các hoạt động ngoại giao của ông Putin. Tuy nhiên, không chỉ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vô hiệu hóa phong ấn đó, mà sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Putin, Quốc vương Oman cũng đã quyết định xây dựng một trung tâm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Vương quốc Hồi giáo Oman đã đề nghị Ukraine thành lập một trung tâm ngũ cốc và lương thực trên lãnh thổ của mình để đảm bảo nguồn cung ngũ cốc liên tục từ Ukraine đến các quốc gia Somali, Eritrea, Ethiopia và Djibouti. Điều này đã được truyền thông Ukraine đăng tải. Đại diện đặc biệt của Ukraine cho biết rằng phía Oman đã nói rằng nếu như nó được tạo ra, Ukraine có thể hoàn toàn yên tâm về việc cung cấp ngũ cốc của chúng tôi cho các quốc gia ở vùng sừng châu Phi. Bằng cách này thì Ukraine có thể tiếp cận một trong những trung tâm hậu cần hiện đại nhất của Ấn Độ Dương. Ngoài ra, Oman còn có quan hệ chính trị tốt đẹp với các quốc gia như là Tanzania, Kenya, Somalia, Uganda, Rwanda, Ethiopia. Và đề xuất của Oman tất nhiên là một sáng kiến có giá trị. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến đất nước này? Chỉ có một tuyến đường biển là khả thi nhất. Và thương mại hàng hải, theo truyền thống, luôn gắn liền với lợi ích của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Như vậy, quả bóng trách nhiệm một lần nữa lại được ông Putin đá sang phía Ukraine, Mỹ và Anh. Bởi vì từ lâu phương Tây luôn cáo buộc Nga vũ khí hóa lương thực, rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho vấn đề thiếu lương thực toàn cầu. Nhưng bây giờ, đề xuất của Oman rõ ràng khiến cho Ukraine khó có thể từ chối. Đến ngay cả Hoa Kỳ và Anh cũng khó lòng có thể thoái thác. Nếu như họ không đồng tình với đề xuất này thì cộng đồng quốc tế sẽ biết rất rõ đâu mới là mấu chốt dẫn đến việc thiếu lương thực toàn cầu. Điều quan trọng nữa mà chúng ta cần phải chú ý là sáng kiến này được đưa ra công khai chỉ một ngày sau khi Tổng thống Liên bang Nga Putin lần đầu tiên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã có cuộc điện đàm với quốc vương Oman. Đây một lần nữa cho thấy rằng lệnh bắt giữ của ICC đã mất hiệu lực. Bởi vì nếu như ông Putin là một tội phạm quốc tế bị truy nã thì không có một nguyên thủ quốc gia nào dám thiết lập quan hệ ngoại giao với ông ấy. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Cho nên cô lập hay là phong tỏa ngoại giao đối với Tổng thống Nga Putin thông qua lệnh bắt ICC là điều đã chính thức thất bại. Tuyên bố thứ hai, hạ gục vị thế đồng USD. Cách đây một ngày, Tổng thống Nga Putin trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 đã nói rằng Moscow không cố gắng tác động đến đồng đô la bằng bất kỳ cách nào để chuyển sang nhân dân tệ. Hơn nữa theo ông, Liên bang Nga sẵn sàng sử dụng đồng đô la, nhưng chính phương Tây đã không cho Nga sử dụng nó. Trước đó trong cuộc hội đàm Nga-Trung ở Moscow, ông Putin nói rằng nên khuyến khích việc thanh toán giữa hai nước bằng đồng nội tệ. Ông ấy cũng nói thêm rằng Nga sẵn sàng sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại với các nước khác. Về vấn đề này, một thành viên của Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Taylor Green đã viết trên Twitter, đính kèm một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Putin với kênh truyền hình Russia 24 như sau. Tôi đã cảnh báo rằng đồng nhân dân tệ sẽ thay thế đồng đô la một năm trước khi mà Washington quyết định bắt đầu cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga trên lãnh thổ Ukraine. Và bây giờ đây điều này đang xảy ra. Theo vị chính trị gia này, sự sụp đổ của đồng đô la sẽ khiến cho Hoa Kỳ rơi vào những vấn đề kinh tế chưa từng có. Đất nước này sẽ không bao giờ phục hồi và sẽ không có ai có thể đổ lỗi ngoài các nhà quyền phiệt Mỹ. Bà Green tin rằng để ngăn chặn điều này, cần phải chấm dứt cuộc chiến ủy nhiệm với Liên bang Nga. Vì vậy, khi Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc nói về ý tưởng dùng đồng nhân dân tệ trong buôn bán tài nguyên năng lượng cho các nước thứ ba, thì đây là một bước đi hạ gục vị thế của đồng USD một cách đau đớn. Đồng USD khi bị giảm giá trị của nó thì đồng nghĩa với nền kinh tế của cường quốc số 1 thế giới lâm vào suy thoái. Vấn đề suy thoái kinh tế Mỹ hôm nay cũng không phải là một điều phỏng đoán mà chúng tôi đưa ra nữa. Mà bây giờ đây, nó đã được giới chức Mỹ thừa nhận. Naikat Kari là người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang FRB của Minneapolis cho biết các vấn đề của hệ thống ngân hàng Mỹ đang đẩy nền kinh tế nước này dần đến suy thoái. Ông ấy nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS News rằng hoàn toàn đúng, giờ đây nó mang chúng ta lại gần nhau hơn. Kaskari cho biết vẫn chưa biết liệu những khó khăn hiện tại có gây ra sự sụp đổ lớn về tín dụng hay không và chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế đất nước. Nhưng
Ông thừa nhận rằng cơ quan quản lý ngân hàng không hoàn hảo và có thể mắc phải sai lầm. Ông ấy nói thêm rằng hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vẫn đang đối mặt với những thách thức cơ bản. Trước đó, vào cuối tháng Giêng thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng một vụ vỡ nợ lớn của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến thảm họa. Theo bà, nếu có khả năng xảy ra vỡ nợ, nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với suy thoái, đồng thời là khủng hoảng tài chính. Trước đó, cựu phó chủ tịch tập đoàn tài chính Lehman Brothers Lauren McDonald đã cho biết rằng nguy cơ nền kinh tế Mỹ suy thoái là không thể tránh khỏi. Như vậy thì có thể thấy rằng các nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm đã rất thành công khi làm mất đi vị thế của nước mình trên chính trường quốc tế, bao gồm cả sức mạnh quân sự lẫn kinh tế. Mấu chốt của nó đều là vì họ đã khởi xướng một chương trình nghị sự thù địch và gây chiến với nhiều quốc gia trên thế giới, khi cưỡng ép các quốc gia đó phải tuân theo luật chơi của mình. Họ không thừa nhận một sự thật, đó là các nước khác cũng đang dần lớn mạnh và việc chịu khuất phục là điều không thể. Mỹ đang chối bỏ một hiện thực về một thế giới đa cực, nơi mà các cường quốc. Người Mỹ đang chối bỏ hiện thực về một thế giới đa cực, nơi mà các cường quốc đều có tiếng nói của mình và họ cũng là một bên thiết lập luật chơi. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.